Xin chào cả nhà. Vậy là lâu lắm rồi, hôm nay mình mới quay trở lại làm một cái video về quá trình nuôi thần vẹt lớp bớt của mình. Sau một thời gian khá dài là mình cũng mải mê bận với những cái công việc cá nhân, do vậy mà không làm cái video tiếp theo. Đây, như các bạn sẽ nhìn thấy này, cái video cái chuồng trước đây của mình. Đấy, em lớp bớt dạo này hôm nay mình thả cho em đi ra ngoài. Đấy là chán chán là bắt đầu nhảy ra ngoài rồi trèo lên móc đang ngồi lu du ngủ đây. Buồn đấy. Ngủ á? Con buồn này nó cứ kiểu gì buồn ngủ nó chẳng có Bây giờ thì đã thời tiết đã là giữa tháng 3. Nhiệt độ ở Hà Nội mấy ngày hôm nay là rất là nóng. Nhất là hôm nay các bạn, nóng lắm. Rất là nóng. Ôi, nên ra là có phải xuống tập aerobic mà. Nên ra là nóng quá, nên ra mình thấy là cho bun với búc ở nhà thì nó bun với búc ở nhà thì nó sẽ hơi trong nhà nó hơi bức, thế mà để ra ngoài ban công thì cái chuồng nó nhỏ quá thì nó cảm giác là nó không được lại lưa thêm cả cái chuồng đẻ tổ đẻ ra ngoài nữa thì nó sẽ rất là vướng và cái nó không được rộng rãi. Gần đây thì mình thấy là hai em này nó rất là cuồng chân. Đây các bạn nhìn thấy này, cái tổ rơm sau khi mà các em ấy làm hỏng, cắn tung tóe hết cả da rồi thì là bắt đầu mình không gỡ hết ra. Vậy mà bây giờ trong tổ thì nó cũng không còn nhiều đồ chơi mấy, ngoài có hai cái xúc xắc kia thôi. Thế là hai em này là cũng hơi buồn. Nên vậy mà lần này thì mình quyết định là mở rộng cái chuồng cho em ý to ra để cho em ý chưa được bay nhảy nhiều hơn. Đây là cái bộ chuồng mà mình mới mua. Chuồng này thì là mình mua là 1,1 triệu. 1,1 triệu. Thực ra thì nó có ba loại. Nó là một chuồng màu đen này, màu trắng và màu bạc. Thì màu đen và màu trắng thì nó chỉ rơi có 950 thôi, thì mình lấy màu bạc cho nó sang xịn mịn. Thì màu bạc này thì là nó rơi vào 1,1 triệu. Thì hôm nay là mình mua trên fanpage của bạn là Vân Thủy Paros. Thì hoặc là trên Shopee các bạn có thể tìm trên cửa hàng làm Paros Hà Nội để tìm mua. Thì mình mua cái màu vàng. Thế thì bây giờ là mình đang lắp. Các bạn ơi, mẹ mình thấy như là sao ấy, cái màu ấy rõ ràng như là màu vàng đúng không? Tức lại bảo là màu bạc. À, màu vàng, vàng ánh bạc. Đấy, màu ánh vàng ấy, màu ánh vàng nên là cho nó sang. Thì cái chuồng này là nó rơi vào diện tích là chiều cao là nó rơi 9 mấy cm ấy, còn chiều ngang tí là mình sẽ lên xong thì mình lắp xong thì mình sẽ nói lại cho các bạn xem lại cái size của cái khung chuồng này. Các bạn thấy không? Cái chuồng này nó to gần gấp đôi cái chuồng cũ của mình ấy nhở, nhưng mà sợ là bạn buôn ấy bạn không quên rồi về cái chuồng này cho lắm. Tất cả ở đây nói những vì nó to hai tầng lợn, tất cả nó nhiều chi tiết lắm, thế nên là khó lắp lắm các bạn ạ. Hôm nay là mình quyết định mua em chuồng này bởi vì là cái shop của bạn ấy khuyến mại là mua chuồng ngày hôm nay là ngày mùng 1 thì bạn ấy sẽ tặng một bộ đồ chơi để treo chuồng cùng có 6 bộ phận trị giá 150.000. Các bạn ấy khuyến mại. Đây là các cái bộ bi bỏ ra đây sẽ là những cái bộ mà các cô tặng, cô bán hai cửa hàng tặng. Con bỏ ra đây. Đây này gồm nó có này. Cầu thang này. Cái này xoắn ốc này. Đấy, chuông xích đu này. Chuông treo. Đấy, cái này thì là cái này đã đi theo với bộ chuồng rồi. Cái này là cầu đứng rồi. Thế thì hôm nay là mình mua chuồng này cùng với lại mua thêm đây, cái bồn này là bồn tắm cho vẹt. Thế là bây giờ đang lắp cái bộ chuồng này lên thì nó to và nó cao. Hy vọng là em ý sẽ rất là thích. Cái bộ chuồng này thì nó sẽ là tiện hơn này bởi vì nó có cái cửa ngang đây, cửa này mở lên đúng không con? Đấy, mở lên
đây 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 đây, xem hướng dẫn đây, của cái lọc này. Cái này nó là một tầng chứ đúng không? Hai tầng. Hai tầng à? Này, hai tầng. Không, hai tầng đấy làm hai tầng. Không, đây này, hình nha, một tầng đến này đến đây là hết rồi, tầng thứ hai lên chắc chắn. Một tầng thế làm sao nó lên được? Không, chắc là không phải hai tầng đâu. Theo mẹ thì nó là một tầng thôi. Có cái lẫy khóa gì ở đây rồi. Cái đấy là để treo ấy, đắc để treo những cây đồ. Không phải đâu, để nó gắn vào cái này. Cái mái của cái này. Đúng là không có nhiều kinh nghiệm trong cái việc lắp. Dù nhìn hình đây này, hướng dẫn đây này, có A1, A2 đây này. Bố xem các hướng dẫn nó làm đây. Những cái bộ vít kia là nhớ nha, để ý đây nó ghép đấy. Đấy, 1, 2, 3 thì sẽ nhìn theo để có thể lắp được. Nhưng mà các bạn ơi, cái này nhìn nó hơi khó, khó nhìn đấy. Không thì chắc là lắp được thôi, đơn giản thôi, cũng không có gì. Nhưng mà đây là hai tầng mà. Đang lắp các phụ kiện. Đây là cầu thang này. Cầu thang đi này. Đây là các cái chuông. Đó. Được, hôm nay mình được tặng cái bộ phụ kiện này trông rất yêu. Mà lại có trị giá 150.000 nhưng mà lại được miễn phí luôn. Nay mua bộ chuồng này là được tặng bộ này, nên ra là mình cảm thấy rất là thích. Nay là cô chủ bán hàng rất là ưu ái cho những ai mà mở hàng cho cô ấy vào mùng 1 đây. Cái bộ dụng cụ đồ chơi 6 món này rất là yêu, trông cũng rất là chắc chắn. Đây là cái chuông xích đu. Đây là cái cầu. Chuông mua cái chuồng mà treo ngoài đâu. Đấy, đúng là khi mà không nuôi chim ấy thì tiếc từng thứ một. Thế nhưng mà khi nuôi chim rồi ấy thì khéo, cứ bỏ tiền ra mua thì chẳng hề tiếc tiền nữa. Nói chung là cái môn này dễ gây nghiện. Đúng rồi, đúng chuẩn đấy, môn này dễ gây nghiện. Các bạn thấy không? Cái chuồng này là cái chuồng thứ 5 nuôi rồi. Nuôi chim này là rất nghiện đấy, nhìn là to sang xịn này cơ mà so với chuồng kia thì kéo là úi rồi ơi. Không, bây giờ để bố lắp các đồ vào đã. Vậy là mình đã lắp xong cái chuồng mới này. Chuồng này có chiều cao là 97, chiều ngang là 45 và một chiều là 36 cm. Vậy là sẽ đã đủ cho hai em vẹt lép bớt này sống thoải mái trong cái chuồng này. Video chia sẻ của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.